Nam mô A Di Đà Phật. 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 Một ngày vui ta bên nhau A Di Đà Phật. Một ngày vui ta bên nhau thắm tình bạn hữu. Một ngày vui ta ca vang khúc ca Di Đà. Mừng đời ta thoát mê ta vượt qua ái hà. Tình đồ nơi đây hạnh phúc tràn đầy. Tình đồ nơi đây tràn hòa nhân ái. Tình đồ nơi đây phần đến từng ngày. Một ngày công phu một đời an nhiên. Một ngày không tu một đời không yên. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Có duyên lành về Phật pháp mà cũng là ngày mùng 4 tháng 11 thì cũng là cái thường lễ Chủ nhật chúng ta học giáo lý. Vậy thì hôm nay chúng ta cũng tiếp tục. Thì tụ trung cũng không ra ngoài 15 hạng chứng sanh thì chúng ta phải ôn lại cho nó rành. Thì tất cả những cái câu hỏi, những cái bài cho thí dụ thì cũng không ngoài thế giới tư tưởng và thế giới bát nhã. Hay nói cách khác là thế giới của chu kỳ và thế giới của sát na. Thế giới, hay nói cách khác nữa, đó là thế giới của quý độ và thế giới của tịnh độ. Quý độ thì thế giới chúng ta đang sống. Thế giới có điều kiện, có sanh, già, bệnh, chết. Còn thế giới tịnh độ là thế giới phi điều kiện, không có sanh, già, bệnh, chết. Nhưng cái ác nghiệt là thế giới tịnh độ lại nằm ngay trong thế giới quế độ. Đó là cái chỗ khó khăn nhất mà các bậc cao đức xưa đã trăn trở, đã tìm kiếm hồi thời Thái tử Siddhartha mà không ai tìm thấy. Chúng ta chỉ sống trong thế giới quế độ rồi cứ cải sửa thôi, chứ chúng ta không biết tìm tới chỗ giải thoát. Chúng ta sống ở trong nghiệp rồi chúng ta chuyển nghiệp, chúng ta cải sửa nghiệp, chúng ta thăng qua nghiệp. Mà chính tôi lúc mà hiểu đạo thì ai cũng nói tu là cải sửa, chứ không có ai nói tu là nhận lại cái bất tử, là không có vụ đó. Thì cái đó dường như rất khó hiểu, rất khó hiểu và rất khó giải thích. Và vì lẽ đó mà chúng ta cứ lẩn quẩn mãi trong luân hồi sanh tử khổ. Chỉ khi mà Thái tử Siddhartha sau 6 năm tìm đạo, 5 năm tu khổ hạnh thì Ngài thấy rằng tất cả 62 tôn giáo ở thời Ngài
cũng giảng về cách cải sửa thôi, cách đối trị thôi. Tu là phải có điều kiện, mà hãy nói ngược cái đó thì không ai chấp nhận. Không điều kiện tức là do Ngài tự nộ, không thầy chỉ dạy, không có pháp môn, không có thời gian, không có không gian, không có cái tiến trình của ngũ quẩn. Đó là một vấn đề khó hiểu nhất đối với thời Đức Phật. Thì sau khi Ngài tìm ra rồi thì Ngài tuyên bố rằng chắc sau 1.000 năm mà thâu người nữ còn 500 năm chánh pháp, thì qua 1.000 năm sau là tượng pháp. Thì cái vấn đề mà hiểu pháp môn tu là nhận lại, dường như nó đã xuống dốc. Tới thời mạt pháp là 10.000 năm thì đạo Phật phải mất, tức là không ai đủ điều kiện để nhận lại nữa. Thì chúng ta bây giờ thời cách Đức Phật tịch đó là 2.500 mấy chục năm rồi, thì dĩ nhiên là đạo Phật không còn. Thì chúng ta thấy là cái giảng chu kỳ thì tương đối dễ dàng. 90 giờ khoa học đó đi gần giống như đạo Phật về vấn đề hiện tượng giới. Còn vấn đề bát nhã thì hầu như là khoa học chả biết gì hết. Cho đến những người tu theo Phật giáo cũng chẳng biết cái gì là thế giới sắc na, cũng chẳng hiểu thế nào là thế giới sắc na. Chỉ có cái kinh Kim Cang là cái kinh nói rạc rồng về sát na, và cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nhưng mà Kim Cang thì quá cô động, chúng ta coi chúng ta không hiểu. Chỉ có kinh Thủ Lăng Nghiêm là tương đối sáng tỏ, nhưng quá bí hiểm, bị danh từ duy thức quá nhiều trong đó. Mà nếu không đem duy thức vô thì chúng ta không hiểu được sát na được. Đó là cái khó khăn mà chính tôi ở đây tôi cũng tính giảng vì duy thức đó, nhưng mà nói rồi chắc làm không nổi, lực bất tùng tâm, sức khỏe yếu rồi, tôi không thể giảng cái đó. Là tôi phải ôn lại chữ Hán đó thì nó khó. Tôi bây giờ mắt lờ tai điếc rồi, thành ra ngồi lâu nó cũng không có tiện. Tôi tính vậy mà chắc không làm được, vì đối với tôi đó, khi mà giảng là phải trả bài. Khi nào cái trước giảng mà rành rồi tôi mới giảng tiếp. Còn nếu không chịu làm là tôi không giảng nữa. Tôi có cái khó khăn đó, mà sự thật nó phải vậy. Học lớp 1 mà bài vở chưa rành đâu có qua lớp 2 được. Mà lớp 2 rành rồi mới qua lớp 3. Còn mà không rành thì chúng ta nghĩ vậy. Chứ làm thì Phật tử mệt, mà tôi cũng đừng thôi. Đó thì đã tôi tính mà sao là không được. Thì thôi bây giờ chúng ta học 15 hạng chúng sanh. Thì tôi chúng xin thưa trước nha, là tôi biết rõ là tôi chưa đắc quả. Tôi chỉ có nắm được một mớ bánh vẽ thôi. Tôi thấy nó rất hay, thì đây tôi xin trao đổi với chư Phật tử để chúng ta làm chất liệu trên con đường giải thoát. Thì tôi đã thấy đó, thì nó phải có giới, có định, có tuệ. Ba cái đó là cái nền tảng của đạo Phật, cũng như của tất cả tôn giáo bạn, cũng như tất cả các cơ sở trường học và cả chính phủ nữa. Cái danh từ nó khác nhưng mà nó cũng vậy thôi. Nhưng cái cách giảng thì chỉ có đạo Phật mới giảng rành thôi. Nếu ở ngoài đời tụi ăn cướp nó cũng có giới định tuệ, mà sư trưởng đừng kêu là tà giới, tà định, tà huệ. Còn người đời đó, chẳng hạn như trường học, chính phủ, cha mẹ, thì có chánh giới, chánh định, chánh tuệ. Chánh đây đó là đối với tà, tức là cũng chưa giải thoát rồi. Chúng ta thường kêu danh từ là luân lý. Lý là cái lẽ, luân là cái vòng tròn, cái lẽ lòng vòng, tức là phải đối với quấy tốt, đối với xấu, thiện, đối với ác. Thì chúng ta thấy là năm triền cái, là chữ nghi đó, là nằm ở trong cái đó.
Khi nào quý vị niệm Phật đếm từ 1 tới 10 chưa dứt nghi được, chừng nào mà khỏi niệm Phật nữa thì cái tâm bắt đầu nó khá định, thì chúng ta mới phân biệt như thế nào là phải quấy, như thế nào là tốt xấu, như thế nào là thiện ác. Rồi không phân biệt được thì tôi đã có kể câu chuyện nhiều về vấn đề đó rồi. Thì Đức Phật rất tài ba, Ngài ra một cái khuôn khổ. Tôi nói khuôn khổ là không có giải thoát đó, nhưng mà nhờ đó chúng ta tiến tới giải thoát được. Thì tôi thường bắt quý vị trả bài đó, là không làm các điều ác, phải làm các điều lành. Thì không làm các điều ác đó là ác, làm các điều lành đó là lành. Thì chúng ta phải học thuộc cái đó. Không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà dâm mà phải tiết dục, vân vân. Thì chúng ta thấy sát sanh, trộm cắp, tà dâm đó là ác. Không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí đó là thiện. Thì Đức Phật định nghĩa rất tài tình, nhưng mà chúng ta nên nhớ đây là cái khuôn khổ thôi, cái tương đối thôi, nhưng mà giúp cho chúng ta sáng tỏ, để cái tư tưởng trong sáng, từ đó chúng ta mới nhận được cái bất tử, siêu diệt cả thiện ác, siêu diệt cả thiện ác. Thì chúng ta thấy cái câu này đó, thì tôi có kể câu chuyện mà Ô Sào Thiền Sư đó, ông làm hồi lúc sanh ra đó thì bà mẹ bỏ, không có cha mẹ gì hết, rồi con quả mới nuôi ổng, thì cho ổng mới sao lớn lên ổng làm cái ổ quả trên cây ổng tu trên đó. Thì ổng nổi tiếng là một vị thiền sư đắc quả. Thì ông tể tướng đó mới đi đến, nghe nói mới đi đến, thấy ổng ngồi tuốt ở trên cây cây cao. Tể tướng nói: thiền sư ngồi sao tôi thấy cao, tôi thấy ghê quá đi, ngồi cao tôi thấy ghê quá. Thì Ô Sào Thiền Sư nói: tôi không cao bằng ngài đâu, chính tể tướng mới cao, mới đáng lo đáng sợ. Thì ông này nghe lấy làm lạ, mình đứng trên mặt đất mà tại sao mà Ô Sào Thiền Sư nói mình cao, còn Ô Sào Thiền Sư ngồi trên cao mà hãy ngủ gục một cái là rớt xuống, là không gãy cổ thì cũng gãy tay. Thì ông hỏi: sao ngài nói lạ vậy, tôi đứng trên đất mà ngài ở trên cây cao mà ngài nói tôi là cao, ngài thì không cao. Thì Ô Sào Thiền Sư mới lập lần thứ hai: tể tướng mới đáng sợ, tể tướng ở trên cao. Thì ông lấy làm lạ, ông hỏi lần thứ ba nữa, thì Ô Sào Thiền Sư cũng lập lần thứ ba như vậy. Chúng ta biết mấy người xưa đó thì người ta thông minh lắm, cũng như Đức Phật mà đối với ông chàng vô não vậy, ngài không bao giờ giải thích, ngài lập ba lần. Kêu là Cô Đàm, ông hãy dừng lại, tôi rượt theo ngài mà ngài cứ đi hoài. Thì Đức Phật trả lời: ta đã dừng lâu rồi, chỉ có ông chưa dừng thôi. Ông hiểu tới ba lần thì ngài mới hiểu. Cũng như Đức Phật nói với A Nan cũng vậy, A Nan đi gặp vàng rớt ở trên đất, ông mới lượm lên nói: bậc Thế Tôn, rằng vàng ở đâu mà rớt nhiều quá, tới ba bốn thôi. Đức Phật nói: con rắn độc. Ông nói: bạch Đức Thế Tôn, vàng thiệt mà, con lượm lên con thấy nè. Đức Thế Tôn lập lần thứ nhì: con rắn độc. Ông cũng không hiểu, ông nói: nè Đức Thế Tôn, coi con rắn, con cục vàng, ba thoi vàng đấy. Đức Thế Tôn nói: con rắn độc. Ông mới hiểu, ông nói: và phải, con rắn độc. Ông mới dục xuống. Thì chúng ta thấy người xưa người ta thông minh, cái đó kêu bằng dĩ tâm ấn tâm, lấy cái tâm thanh tịnh của mình truyền cho cái tâm thanh tịnh của người đối tượng. Cũng như Quyền Giác kêu Huệ Năng cũng vậy, đâu có học hỏi cái gì, chỉ trao đổi nhau lời nói là người ta biết là chứng đắc thôi. Nhưng mà thời buổi này chúng ta không được vậy. Không được vậy không phải là chúng ta thua thua người xưa. Tôi thấy chúng ta còn thông minh hơn người xưa đó, chúng ta còn linh động hơn, linh động hơn, dữ hơn người xưa nhiều. Nhất là mấy cô, tôi bây giờ tôi nói sự thật lắm, coi vậy chứ mà giữ. Thì chúng ta nên biết, sở dĩ mà chúng ta thua người xưa là vì cái hoàn cảnh,
cái hoàn cảnh nó ác nghiệt. Hồi xưa hoàn cảnh rất là thanh tịnh, cuộc sống rất là đơn giản. Chính cái đơn giản này đưa con người tới chỗ giải thoát. Mấy người nào lớn tuổi thì biết, hồi xưa đâu có điện, đốt bằng đèn dầu mù u nữa, không có dầu lửa gì đâu, dầu mù u hả? Thì sống với trời trăng mây nước, đâu có quạt máy, đâu có mà máy điều hòa. Ta sống với trời trăng mây nước, thế mà người ta rất gần với thiên nhiên, cho nên cái tâm người ta rất là chân chất, chân thật. Thành ra người xưa tu tịnh độ nó 10 người giảng sanh hết chích. Còn bây giờ 10 người giảng sanh chừng 1-2 sẽ không có nữa. Tại sao vậy? Không phải chúng ta ngu hơn người xưa, mà chúng ta khôn lanh hơn, sẽ quỷ quyệt hơn. Do cái chỗ đó mà chúng ta cách xa cái chân tâm của chúng ta. Thành ra bây giờ thế giới, nhất là những vị thiền sư, đang kêu gọi chúng ta trở về cuộc sống đơn giản mà chính Đức Phật ở trong kinh, nhất là kinh 42 chương, Ngài có dùng cái chữ là thiểu dục tri túc. Tôi thường dán ở trên cái nhà giảng đó là ít muốn biết đủ. Ít muốn biết đủ thì chúng ta rất có thời giờ rảnh. Chúng ta không vì cái miệng mà hại cái thân. Do ăn, do uống, do ngủ nghỉ, do đủ thứ hết, nhất là ăn, mặc, ở, bệnh, có 4 cái đó thôi. Rồi bây giờ quý vị thấy là cái ăn, quý vị ăn đủ món hết. Hồi xưa người ta ăn chay đơn giản, bây giờ ăn thịt bò mà phải làm 7 món, 7 kiểu. Và ăn đồ chay, tôi thấy trong báo đăng, cho tôi không biết, lên Vĩnh Nghiêm vậy đó, cái chùa, 100 món đồ chay, 108 món. Thế ta không biết lấy cái gì làm mà được 108 món. Thì con tàu hủ mì căng bó sổi thôi, mà sao mà làm 108 món. Chắc gà, gà chay. Tôi thấy bây giờ có cái gì đó, nó gà vô bao bao và tử mua, nó kêu bằng nấm, mà nấm gà, mà gà chay. Tôi không biết gà chay là cái gì. Thành ra vì chúng ta bày đủ thứ hết. 108 món mà có 108 tên kêu đó, nào là A-la-hán, cái gì đó, cái gì đó, đủ hết trơn. Thì chúng ta nên nhớ là chúng ta thích cái bề ngoài hơn là cái nội dung. Vì như cái mấy cái chùa hôm trước ở đây cũng vậy, Ngài Phật Đản, Ngài Du Lan đó, thì có mấy ông thiền nam, 3-4 ông vô bạch tôi, mình treo cờ Phật giáo ngay chứ. Các nơi người ta đều có treo cờ hết, mua một lần 300-400 lá cờ đó, treo từ trong tỉnh xá ra tới ngoài đường lộ, cho nó có vẻ, có vẻ Phật giáo một chút, có vẻ là lễ lớn một chút, đại lễ Du Lan mà. Rồi nói đại lễ, lễ đại, đại lễ gì. Mình làm đơn giản thôi nó khỏe. Mình đi treo mua là tốn kém rồi, lâu lúc mà dân ở ngoài đói muốn chết, mua 300-400 lá cờ, rồi phải dây nữa, rồi phải treo nữa, rồi xong rồi phải dẹp nữa. Trời ơi, nó đủ thứ trong đó. Chỉ bằng mình yên lặng nó khỏe hơn. Rồi kỳ rồi tôi đi Vĩnh Châu, ở đây cũng vậy thôi. Là người bệnh hấp hối, niệm Phật cầu cho người bệnh giảng sanh. Mà tôi thấy mà nếu người khỏe còn giảng sanh không nổi những người bệnh. Là cái ô Phật lưa đó mà 4-5 cái thùng, cái bát cái gì đó 5-6 cái, như Ngọc Trường cũng vậy. Ở đây là cũng để tùm lum rồi đó, tôi thấy. Ở dưới nhà bếp cũng nghe được nữa. Chí vậy, vừa nấu cơm vừa nghe giảng pháp, trời ơi làm như là nghe tử thiết. Thì tự không nhớ trong kinh nói rất rành, người hấp hối phải cần sự dặn lẽ thanh tịnh yên lặng, để cái tâm thức đó nó yên lặng trở về thiên nhiên, nó xuất hồn về cực lạc, nó dễ dàng. Tôi nghe mấy cái đó Phật A Di Đà sẽ còn chạy rồi, đừng có nói mình, nó ồn chịu không nổi. Mà chúng ta thích cái hình thức bên ngoài, bên trong thì kêu mà đi ngồi thiền chỗ yên tịnh là Phật tử chạy hết đó. Mà kêu ăn uống đâu mà một đống, đụng ly đụng chén nào đó thì Phật tử đông lắm, ăn uống thì đông. Mà tới chừng ngồi thiền mà giữ giới thì không ai giữ hết. Cũng như ở đây cũng như làm phước thì hẳn nhất, quỷ lạo thì đông lắm.
mà kêu trả bài người nào lấy rút cổ hết. Muốn thành Phật mà gặp Phật thì lại sợ. Mà quý vị biết Phật là cái gì không? Phật là cái giáo pháp, là cái hiểu biết. Cái hiểu biết mới chính là Phật. Hiểu biết là gì? Là linh hồn, là tâm, là nhận thức. Chúng ta chỉ còn cái đó thôi. Nhất là người xuất gia, Đức Phật thường nói và sư trưởng thường nhắc lại. Người xuất gia ngày đi xem ăn, đi xin ăn, đêm ngủ dưới cội cây, chỉ còn có một nghề, là nghề giảng pháp thôi. Người tu là pháp vương, pháp vương tử, là vua pháp. Mình không làm vua người, vua ma, vua quỷ, vua trời, mà vua pháp. Tức là vua có tất cả hiện tượng giới, chu kỳ và sát na. Mình phải hiểu hết. Mình phải không dính mắc vào pháp môn nào hết. Mình phải tùy thuận với sát na, tùy thuận với chu kỳ. Mà quý vị chả hiểu gì về sát na hết, mà cả chu kỳ hiện tượng giới quý vị cũng không hiểu nữa. Thành ra kỳ bữa nay hay dục vài lần nữa, chúng ta trả hết mấy cái bài mà tôi đưa ra để quý vị lựa chọn giữa tư tưởng và bát nhã, giữa chu kỳ và sát na, giữa sanh diệt và cái bất tử. Nó kêu nhiều danh từ lắm, nhưng mà cái bất tử là cái khó nhất, cái sát na là cái khó nhất. Nhưng thật ra cũng không khó lắm. Cái sát na nó nằm trong chu kỳ. Cái đó là cái nhức nhối nhất cho những người tu. Sát na chúng ta không thể học được, không thể tu tập được, không thể cải sửa được, không thể từ từ được, không thể lai rai được. Không có cách thức nào, không có một ông thầy nào mà chỉ chúng ta nhận lại cái sát na. Không có. Thành ra từ xưa giờ đạo Phật đã mất, tới chừng Thái tử Siddhartha tìm được thì ngài biết là tới cái thời mạt pháp là vật chất lên ngút trời. Thì chúng ta chỉ theo theo vật chất, mà theo vật chất thì tức là theo sống, theo hình tướng. Mà theo hình tướng thì cái sát na nó ở ngay ở trong hình tướng đó. Cái sát na với cái chu kỳ nó không phải là hai, nhưng nó cũng chẳng phải là một. Cái nhức nhối nhất của chúng ta hồi xưa tôi cũng vậy. Muốn hiểu sát na thì không thể hiểu được. Chỉ khi nào mà hiểu chu kỳ cho nó rành rõ, biết được cái diễn biến của chu kỳ bắt đầu từ đâu và chuyển biến như thế nào, và cái xảo trá, cái quỷ quyệt, cái hóc búa của nó như thế nào, biết cho rành. Trong kinh thì dùng danh từ như thật biết. Thì như thật biết là bát nhã, là sắc na, chứ đâu có cái gì đâu. Nhưng mà chúng ta có biết sự vật cho đúng không, cho rành không? Nó bắt đầu khởi như thế nào, rồi nó chuyển biến ra sao, rồi nó lên cao, rồi nó xuống thấp, rồi nó chấm dứt, rồi nó lại phát khởi nữa, mình theo dõi được không? Nếu theo dõi không được thì là chú kỷ, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Mà theo dõi được rồi mình dừng ở đó được không? Không, phải sửa. Cái này ác, tôi cải sửa thành thiện. Cái này quấy, cải sửa thành phải. Cái này xấu, cải sửa thành tốt. Đó là thế giới của chúng ta ngay bây giờ. Nhưng mà chưa chắc được nữa à. Nhiều khi nó chuyển biến mà mình không hay gì hết, thì chúng ta sống trong mê mờ, trong mờ mờ. Mà danh từ thường tôi thường kêu đó, mờ mờ đó là vô minh đấy. Mà biết mình vô minh mà cải sửa thì thành cái vô minh nhẹ hơn, vô minh di trễ hơn. Rồi càng cải sửa nữa càng lọt vào vô minh di trễ hơn nữa. Mà chính cái vô minh di trễ cái này mới là khó trừ. Tại sao vậy? Tại vì nó quá di trễ. Những người khôn, những người giàu có, những người phước báo nhiều, những người này khó tu. Nếu họ tu là họ thành Phật rất mau. Nhưng chừng nào mới chịu tu? Bây giờ họ quá thông minh, họ thấy mình tương tự như Phật,
Họ thấy mình giàu có mà tu thì phải cực khổ. Ăn chay thì xót ruột, ngồi thiền thì nhức nhức chứng. Thành ra không thể tu được. Thành ra Đức Phật thường lấy cái trung đạo. Thành ra trong đó có hai cái trung đạo. Một cái trung đạo về sắc thân, một cái trung đạo về cái tâm. Mà thân trước mới đi tới tâm. Được tâm rồi cái thân không cần. Đó là điều kiện mà Phật tử phải hiểu. Như tôi nói, thân, tâm và hoàn cảnh. Chỉ có hoàn cảnh với người mẫu giáo, hoàn cảnh rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Thanh niên, thanh nữ, ông già bà cả, bây giờ đa số sa đọa là vì cái hoàn cảnh quá ác nghiệt. Thanh thiếu niên bây giờ nó sa đọa vì cái môi trường của nó là cái môi trường ác, ác ôn không. Không khí cũng hư, ăn uống cũng là đồ hóa chất. Thì chúng ta phải hiểu là cuộc sống bây giờ nó quá khó khăn. Thành ra tôi mới muốn là Phật tử nghe Pháp rồi trả bài. Cái trả bài ai cũng sợ hết. Tôi gặp là tôi không trả bài thôi. Mà mới đầu trả là trả năm giới, năm điều ác, năm điều lành. Rồi sau đó mới đi qua cái tiến trình của tâm là tiến trình của năm quẩn. Năm điều ác, năm điều lành tới đây hầu hết là thuộc rất nhiều. Còn tiến trình của năm quẩn là khó ạ. Năm quẩn là có năm quẩn của tư tưởng và năm quẩn của bát nhã. Cái bát nhã nó khó. Tư tưởng thì chúng ta có thể hiểu lờ mờ, hiểu lai rai thì được. Còn bát nhã là phải hiểu thật rành. Thì trước tiên là Phật tử phải học cho thuộc lòng. Rồi về mới chiêm nghiệm. Muốn chiêm nghiệm thì phải ngồi thiền cho lâu, cho sâu. Ít nhất cũng 2 tiếng. Thì tôi có đi ngồi thiền, tôi thấy có một số Phật tử đó, nhất là mấy cô thì lời giỏi về vấn đề ngồi thiền, ngồi có 2 tiếng đấy. Nhưng ngồi mà tu, mà tu mù thì kể như không. Tôi mới hỏi coi ngồi để cái tâm như thế nào thì lại không nắm được. Để tâm là mong cầu hào quang trời đất, rồi có người thấy hào quang đỏ, có người thấy hào quang vàng. Thành ra tôi muốn trả bài thì mấy người đó là phải trả bài đấy. Và tôi năn nỉ cũng như bắt buộc rồi đó. Nói năn nỉ là cũng như bắt buộc đó. Vì đây là vấn đề sanh tử của quý vị. Nhưng mà tôi thấy giờ cái giờ chót phải một Phật một ma thôi. Tức là quý vị phải học thuộc lòng và trả bài cho tôi. Thì trong này tôi có cái bài kinh 66 đó. Bây giờ có, tôi thấy ai đánh lại rất là chữ lớn rõ ràng, tóm tắt rất là gọn. Thì đây là tôi giảng cái này là lần thứ tư rồi đó, mà tôi thấy nó rất hay. Thì quý vị về xin, ai đây có phát tâm đó thì in lại. Đây có 10 câu hỏi. Thì cái này chúng ta trở lại mà chắc là bát nhã rạc đồng á, đi bát nhã nhiều á. Thì cái này là kỳ chót. Tôi giảng xong rồi tắt tôi vô là thiêu là vừa đó. Thì tôi thấy như tôi cũng mong cầu có bao nhiêu thôi. Thì tôi năn nỉ quý vị phải học thuộc lòng cái bài kinh 66 này. Để rồi chúng ta thấy cái đầu tiên đó. Thì quý vị về ai có phát tâm thì photo mở. Cái bài bản này là tay nhất nè. Tôi đâu có một bản đó. In chữ rất lớn mà rất rõ. Phần dẫn nhập là 6 chứng. Vào một thổ nọ, tức là nói thời gian đó. Cái thứ hai là tại tỉnh xá cấp cô độc rừng Kỳ Đà thành xá huệ là không gian. Và người giảng là Đức Thế Tôn. Và giảng cho ai nghe, đó là 1.250 vị tỳ kheo nghe. Và bài kinh 66 là bài giảng. Phần thứ 6 là nội dung giải thoát, sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Tức là kinh nào của Đức Phật vô là sơ thiện là bài đầu. Ở giữa kinh cũng là giải thoát và cuối cùng cũng đưa tới giải thoát. Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh thì quý vị coi lại. Còn nếu quý vị muốn bản chánh nữa, quý vị kiếm ở trong Trung Bộ Kinh bài 148 và bài kinh 66 thì nó rất dài dòng. Đây là tôi tóm nó gọn mà rõ ràng mà đầy đủ nữa. Thì trình bày bài kinh 66 là 36 pháp. Nói về vũ trụ mà nói về con người nữa. Nếu con người thì là tự độ thì đắc quả là hán. Còn nói về vũ trụ là tùy thuận giáo hóa thì đắc quả Như Lai.
thì nó cũng vậy thôi, nhưng mà do cái nhìn, cái nhận thức, cái tâm của mình như thế nào. Thì ở đây là sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái. Sáu căn thì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái ốc. Chưa có nói dây thần kinh nha, cái này là của ngạ quỷ súc sanh. Rồi sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, là sáu ngoại xứ. Cái kia sáu nội xứ, nội xứ là bên trong, ngoại xứ là bên ngoài. Nhưng mà hai cái này đều nằm ở trong thức, tức là nằm ở trong linh hồn của chúng ta. Chúng ta phải hiểu cái đó. Thì do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mới sanh ra sáu thức, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Năm cái này là năm căn bên ngoài, thì kêu đó là ngạ quỷ. Khi mà mắt tiếp xúc với sắc trần thì duyên khởi ra nhãn thức. Đây cái duyên khởi chứ không phải là sanh ra, không có cái gì sanh cái gì hết đó. Duyên khởi là cái này làm duyên với cái kia, do cái này mà cái kia có, do cái kia mà cái này có, thì đạo Phật lấy cái đó là rành nhau. Sau này kêu duyên khởi, trước kêu là sanh ra, thì không có gì sanh cái gì hết đó. Cái nào cái nấy làm duyên nhau. Nếu không có, có con mắt mà không có sắc trần thì không có nhãn thức. Nếu có sắc trần không có con mắt thì không có nhãn thức. Do sắc trần duyên với con mắt thì nhãn thức mới duyên ra. Thì nhãn thức đây đó, ở đó tôi không có giảng kỹ, đúng là tôi cũng chẳng hiểu nữa. Thì bây giờ mới biết đó là ngạ quỷ. Ngạ quỷ sắc trần đây á, tức là vật lý, chưa có cái sự sống cũng chưa có cái biết. Còn con mắt là có sự sống mà chưa có cái biết. Thì con mắt thường ở trong khoa học kêu là sinh lý, còn trần ở khoa học kêu là vật lý. Thì sanh ra cái nhãn thức là cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, lờ mờ. Lờ mờ thì chúng ta thường kêu đó là vô minh hay là ngạ quỷ, là cái biết mà chưa có tư tưởng phân biệt. Cái này tôi có giảng nhiều lần rồi, thì quý vị phải trả cho tôi cái bài này đó. Rồi về quý vị ọc ra, quý vị nghiên cứu lại ngay trong cơ thể mình. Rồi khi nó chuyển biến, khi con mắt mình tiếp xúc sự vật, quý vị phải theo dõi nó. Mà đúng rồi, khi nó biết thì mình biết đây là ngạ quỷ. Rồi nếu mình dừng ở chỗ đó, mình dính mắt chỗ đó, mình hành động bằng thân, bằng miệng, thì mình bây giờ là ngạ quỷ. À, quý vị phải học cái này là: một là quý vị xuống địa ngục ngạ quỷ, hai là quý vị sanh về cõi trời, ba là quý vị vẫn sanh về cực lạc. Thì tôi thấy mình phải quyết định thôi. À, quyết định ngay cái thời buổi này là thời buổi gấp tận thế rồi, nghĩa là cuộc sống bây giờ nó quá tệ rồi, mà người ta còn nói 21 tháng 12 gì đó, còn có mấy ngày nữa là tận thế. Thì cái này có nhiều cách giảng khác nhau lắm, tôi coi rồi, nhưng mà tôi thấy người Phật tử mình phải hiểu cho rằng, có người thì nói tận thế là quả địa cầu này tiêu diệt, có người nói không có, chết những người ác, còn lại những người thiện. Người thiện, người hiền thì còn, còn người ác dữ thì chết. Mà như thế nào là hiền, như thế nào là dữ? Ai không nói mình hiền? Mình giữ tổ cha đâu mà nói mình dữ, mình không có chịu. Nói tôi cũng hiền à. Chết là chết ai, cho tôi không có chết. Mà nếu chúng ta sống thì sống hoài không? Hay là rồi cũng phải chết. Có nhiều người rất sợ cái chết, mà có nhiều người thì tỉnh queo à. Mà tôi thường dùng cái tính, cái chuyện, cái danh từ là liều mạng. Liều mạng. Tôi lên nghe ông tài xế, ông lái xe, ông nói người ta bây giờ ở Phú Hòa vậy, người ta ăn nhậu cho đã thôi. Tôi nói trước cũng chết, sau cũng chết thôi, lo ai sợ cái gì cái chết. Thì bây giờ ngày đó không chết thì ngày chết trước thì khỏe, ai mà chết sau thì nó cực thôi. Cái nào mà không chết thì vẫn có nhậu cho đã đi, chết rồi hết thôi. Cái hết đó mới là cái nguy hiểm đó. Cái chết thì ai không chết thì phải, nhưng mà còn cái gì hay là hết. Nếu hết thì đó có cô gì đó, dẫn người em tới cũng vậy đó. Tôi hỏi nó chết là hết, tôi nói nếu hết là tôi không có tu. Nói vì sao nó còn linh hồn, chứng minh cho con biết cái linh hồn. Cô đỡ cái chỗ đó tôi nói liền. Nào, bây giờ tôi hỏi ông đó, bây giờ ông thấy bằng gì, ông nghe bằng gì, ông nói bằng gì? Nó có nó dễ thôi, thấy bằng mắt, nghe bằng tai, nói bằng miệng chứ có gì sư. Tôi nói đó, cho cái chỗ đó mà cái chỗ trong kinh kêu là mờ mờ, vô minh đấy.
Bây giờ có người bạn ông tới đây mà vừa ngã xuống chết cái thay ma này, con thấy có nghe không? Ông nói chết làm sao mà thấy nghe, tôi nói vậy con mắt đâu có lỗ tai đâu. Thành ra chúng ta thấy, chúng ta trả lời nhiều cái nó mờ mờ, tức là không rành. Mà không rành thì trong đạo Phật kêu là vô minh. Mà vô minh thì bị sa đọa. Trả lời vậy là hiện tại mình là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Mình chả hiểu gì hết. 10 giờ chết còn cái linh hồn. Như vậy thì thấy bằng cái gì? Tôi hỏi ông chứ ông thấy bằng cái gì? Không phải bằng con mắt cho ông nói lại. Không nghe mà lỗ tai nghe bằng cái gì? Thì chúng ta thấy còn khó trả lời đó. Không phải là dễ. Mà chúng ta không tìm hiểu gì hết. Mà chúng ta cứ lo ăn, cứ nữa chết là tới chết. Trời kêu ai nấy giả. Tôi nhớ câu chuyện mà trong báo đăng cũng vậy. Cái vụ mà dịch cúm gà cúm nhiễm như vậy. Thì ở chợ lớn là ăn dữ nhất. Dịch quay gà quay gì đó. Như cái cô về bên Mỹ về cũng vậy đó. Nó cử mà bị ma, bị mấy cái quan hồn nó nhập. Bây giờ tôi nói cử thì hết tôi. Cô phải ăn chay ít nhất 10 ngày. Bây giờ cử gà chết theo chó. Cô nếu giữ cử suốt đời hả sư, hết con hết bệnh rồi ăn lợi được không? Tôi nói ăn lợi nữa thì bệnh nữa. Cô giết nó cho cái linh hồn nó đâu có chết. Cô không biết linh hồn là cái gì. Trời, cái khó khăn của chúng ta là linh hồn. Mà muốn giảng linh hồn là cả một vấn đề. Linh hồn đâu phải là thấy mà linh hồn. Nó phải qua cái tiến trình như thế nào mới tới linh hồn được. Thì cái tiến trình năm quận. Thành ra tôi nói quý vị phải trả cho tôi tiến trình năm quận nữa. Không làm điều ác, phải làm các điều lành, rửa lòng cho trong sạch. Đó là lời Phật dạy, đạo Phật có bấy nhiêu đó thôi. Chính Ổ Thọ Thiền Sư cũng nói vậy. Thì sau khi mà nói vậy rồi, cái tể tướng cũng nói rõ. Ngài nói tôi hiểu. Tôi biết là tôi cao, tôi ngài sợ tôi té. Thì đúng vậy, ngài khó té. Nếu ngài ngồi, ngài sợ, ngài tỉnh hoài thì ngài không té. Còn tôi đã biết bao nhiêu người ghét tôi. Tôi làm quan cao quá, trên vua dưới tôi thì ở dưới mấy người nịnh thần. Nó không ưa tôi, nó muốn hạ bệ tôi. Mà mấy người trung thần mà thấy tôi cao hơn nó cũng không ưa nữa. Một nhà mà giàu có thì trăm nhà ghét. Hồi xưa người ta thường nói vậy. Cái trâu cột thì nó ghét trâu ăn. Thường thường cái cuộc đời nó như vậy. Chính Phật tử đây cũng vậy. Mấy người mới vô mà giáo pháp giỏi quá thì mấy người lâu người ta thấy ghét. Trả hay quá người ta vỗ tay kề cái môi dài thòn. Thì tôi thấy là cái đó mà đã là Phật tử mà còn vậy. Chứ đừng nói ngoài đời. Đâu có đụng gì với mình đâu. Nhưng mà tại sao nó mới vô có mấy năm nó dòng họ Liên mà nó giỏi quá vậy. Mình là dòng họ Ngọc còn như. Mình thấy nó chả giỏi mình ghét. Kề cái môi dài thòn. Thì chúng ta thấy cái tâm mình đó là cái tập khí mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó vô lượng kiếp rồi. Nhưng vậy mà mình biết hay không? Chứ cái đó thì Đức Phật đâu có cấm. Mình đã có rồi thì bây giờ nó phát hiện thôi. Nhưng mà cái khó khăn là mình có hay biết hay không? Nếu người có tu là phải biết. Mà biết có cải sửa hay không? Người có tu thì phải cải sửa. Mà cải sửa thì mình luân hồi về đâu biết không? Về các cõi trời. Mà biết mà đừng cải sửa được không? Cái này mới là đạo Phật. Cái khó khăn. Tôi muốn cho quý vị biết cái tiến trình của cái tâm mình. Biết rồi, nếu mà mình chưa được nhận nó, thấy rõ nó thì cải sửa, cứ cải sửa. Nhưng mà biết mình cải sửa hay không? Cái bất nhã nó hay cái chỗ đó. Để rồi tôi nói mấy vị mà trả bài đó. Chưa có vị nào trả đúng hết đó. Trả thì đúng. Nhưng mà chưa có rút ráo bát nhã. Chứ không phải là trả sai, trả đúng. Rất hay cho thí dụ ấy. Như ví dụ nửa chừng. Tôi muốn là quý vị đi tới rút ráo á. Nhất là mấy cái bài mà tôi đưa ra giữa tư tưởng và bát nhã. Thì quý vị cải qua bát nhã nhưng mà cái lơ lửng nửa chừng thôi. Phải ít nhất tới A-la-hán rồi tới Như Lai nữa mới được. Chứ còn nhập lưu nhất Như Lai ăn thua gì. Thì cái này tôi xin thưa đó là bánh vẽ tôi. Nhưng mà bánh vẽ phải nắm cho rành. Để sau này mình có đau khổ.
Thì nhờ cái bánh vẽ này đưa mình tới giải thoát. Tôi thấy bây giờ quý vị đi theo một số ngồi thiền rất hay. Nhưng mà tôi xin thưa đó là tu mù. Mù là đuôi đó. Ngồi là không thấy hào quang. Mà hào quang tốt hay xấu? Chỉ có người nói mà hào quang màu vàng tốt, chứ màu quang màu đỏ là Atula không tốt. Phải vậy không? Rồi có người còn nói là hào quang mà đem ra nói với sư, đem ra nói là khoe nó mất. Thật sự nói nó mất không? Vì nó không dựng cái gì chứ, đâu phải là đem ra nói là mất. Rồi không nói mất không? Quý vị không nắm được cái tâm. Quý vị cứ nói đồ lộn xộn tùm lum hết. Tôi thích cười chỗ đó, Phật tử làm gì làm rồi cũng trở lại thân với tâm. Nhưng mà tôi nói vậy không phải là thân với tâm, không cần. Nếu mình mẫu giáo là nhất định là rất quan trọng. Cái giới lực rất quan trọng, nó đưa mình tới cái ngưỡng cửa giải thoát. Nhưng mà nó không phải là giải thoát. Nó không phải là giải thoát. Chiếc áo không làm thành thầy tu. Nhưng muốn làm thầy tu chánh cống phải nhờ chiếc áo. Cũng như cái cô gì cô viết mày. Cái xe để đi đến tịnh xá. Nhưng đến tịnh xá cái xe không phải là tịnh xá. Nó không phải là một. Nhưng mà phải có nó. Chúng ta phải hiểu cái đó. Nhưng mà khi nắm cái tâm rồi thì chúng ta đừng có dồn hết vào cái chiếc xe nữa, vào cái phương tiện nữa. Nhưng mà đừng coi thường phương tiện. Thành ra khi quý vị mà chưa nhận được bất tử, quý vị ác, mà quý vị nhận nó chấm dứt lặng lẽ theo nó được, thì quý vị cải sửa. Có tội gì đâu. Nhưng mà có biết mình cải sửa hay không? Cái đó mới là cái chánh. Rồi biết rồi cải sửa nữa không? Mà nếu nó không chấm dứt thì cải sửa nữa chứ sao? Thì cái đó là cái quý vị không nắm được cái bát nhã rốt ráo của nó. Thành ra tôi muốn quý vị học lại bài kinh này, rồi chúng ta trở về cái hiện tượng giới của địa ngục, ngạ quỷ, cõi người và cõi trời dục giới, rồi trời sắc giới, rồi trời vô sắc. Phải cho rành từng ly từng tí. Thì kỳ tới là quý vị trả nghe không? Chẳng hạn như sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc chưa có dây thần kinh, thì sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp, thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thực thức, thân thức, đó là ngạ quỷ. Tới ý thức đó thì đây là xúc sanh. Ngạ quỷ là cái cảm giác mà chưa có tư tưởng. Tới xúc sanh có tư tưởng mà chưa có ý chí cải sửa. Nó khác. Nó khác. Thành ra hôm trước tôi có đọc cái bài cô Ngọc Thanh ở Cần Thơ có hỏi về vấn đề mà tịnh độ đó. Thì mấy câu hỏi này lơ mơ Phật tử trả lời không được. Nó rất hay. Nhưng nó nằm ở trong nhân quả và nghiệp, mà ở đây chưa chắc quý vị nắm được. Cái nhân quả với cái nghiệp rất là khó. Thành ra có một Phật tử nào ở Bạc Liêu về, nó có một sư nào giảng về vấn đề nhân quả và nghiệp đó, thì nó trật với sư. Tôi nói trật chúng thì cô phải trật pháp chứ đâu phải tin nó thôi được. Mình đi lính vì chánh pháp, mình giết kẻ thù thì không có nghiệp. Ôi sư thì nói vậy, mà có tác ý là có nghiệp. Mà tác ý là cái gì mới được? Rồi nó có chỗ đó. Rồi qua tới bát nhã thì nó có hai cái. Một cái là như lý tác ý, một cái là bất như lý tác ý. Thì nói lời khác nữa. Tôi có giảng, mà bất lực có nói mà bất như lý tác ý. Như lý tác ý tức là vọng tưởng kiên cố. Nó hồn nhiên. Nó đưa lên đưa xuống từ cái niết bàn tịch tịnh của A-la-hán. Mà một niệm bất giác thì bắt đầu nó mới xuống thành A-la-gia cá nhân. Cái này dường như tôi có giảng rồi. Thì cái đó kêu là như lý tác ý. Rồi từ cái A-la-gia cá nhân đó thì như lý tác ý tiếp tục, mà chúng ta danh từ trong đó còn kêu là vọng tưởng kiên cố. Nó đưa xuống mặt trăng thứ hai là vọng tưởng le lói chiếu soi. Rồi mặt trăng thứ hai như lý tác ý mới đưa xuống vọng tưởng thứ ba là vọng tưởng dung thông.
đưa xuống làm chi vậy? Thì tôi có giảng, đưa xuống để mà đưa xuống, chứ không có làm chi hết. Tại vì không thể đưa xuống được, thành ra nó phải đưa xuống. Nó từ cái vọng tưởng kêu bằng vô minh căn bản, tức là niết bàn tịch tịnh a la hán, bắt đầu chuyển biến xuống. Nó không phải sao động nha, nó chúng ta kêu là xuống cấp, tự nhiên nó chuyển biến xuống, thì đó là kêu a la gia cá nhân. Thì bây giờ không kêu là niết bàn tịch tịnh a la hán nữa, mà kêu a la gia thức, tức là hư vô di tế. Tôi có giảng không ha? Giảng là chắc qua lỗ tai này hỏi tai bên kia. Rồi từ cái vô y tế này đó, cái vọng tưởng kiên cố, tức là vô minh chi mạc đã kéo xuống, thành ra vọng tưởng hư minh le lói chiếu soi, tức là mặt trăng thứ hai. Mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói do đè mí mắt mà thấy, tức là lúc mà Đức Phật bác bảy cái tâm, thất xứ trừng tâm đó, Đức Phật mới đưa qua cái thấy cái nghe. Thì đánh tiếng chuông hỏi A Nan có tiếng chuông, A Nan nói có, Ngài nói ông thông minh. Rồi không đánh nữa hỏi có tiếng chuông, A Nan nói không, Ngài nói phải, ông thông minh. Rồi Ngài đánh lại hỏi ông có nghe không, nói bạch Thế Tôn con nghe. Ngài không đánh hỏi ông có nghe không, nói bạch Thế Tôn không nghe. Ngài nói ông điên đảo. Thì cái chỗ này đó Ngài A Nan mới nhận được. Ngài nói tiếng chuông có lúc đánh có, mà lúc không đánh thì không có. Mà cái tâm ông lúc đánh cũng nghe, mà không đánh cũng nghe, chứ tại sao nó không nghe? Thì cái này không phải là chân tâm ông, thì còn là cái gì nữa? Thì A Nan nhận được, tôi cũng nhận được, tôi cũng mừng. Hồi xưa giờ không biết tu làm sao, bây giờ biết rằng cái tiếng có lúc có lúc không, nhưng mà cái tâm mình lúc có tiếng mình cũng nghe, mà không tiếng cũng nghe. Giờ suy ra bây giờ có cả trăm tiếng thì cái tâm mình cũng nghe vậy thôi, đâu có nhiều. Cái tiếng này nhiều nhưng cái tâm không có nhiều. Mà khi tất cả các tiếng chấm dứt thì cái tâm mình cũng vậy thôi. Thì Ngài nói đó không phải là chân tâm thì còn là cái gì nữa A Nan? Thì A Nan mừng, mình cũng mừng. Tới chừng A Nan lễ xuống, nếu mà con nhận được cái này sớm là không bị ma đăng giả bắt, không bị sắc đẹp mà nó bắt con, thì Đức Phật nó khoan A Nan. Cái đó không phải trơn đâu nha. Nhưng mà trong nhiều khi Đức Phật giảng nhiều cái mình bực mình đó, mình nhức đầu đó. Nhưng nó không phải giọng, nó là trơn giọng hòa hợp. Nó giống như mặt trăng thứ hai mà do đè mấy mắt mà thấy, bị mịt tội mù tịch luôn. Tôi không hiểu cái gì hết. Phải 3 năm trời mà tôi trăn trở tôi mới hiểu được nó. Hiểu được nó là nhờ duy thức, nhờ đại thừa khởi tính luận. Hãy coi tới coi lui rồi mới hiểu được nó. Phật tử bây giờ khỏe ru, tôi thấy khỏe. Có thể đốt giai đoạn được. Nhưng phải mà cái hoàn cảnh bây giờ nó khó khăn hơn tôi hồi xưa. Với cái hoàn cảnh xuất gia tôi rất là thuận tiện. Tôi không có làm cái gì mà đổ mồ hôi sôi nước mắt đó. Tôi cứ đi bát chân ăn là ngồi thiền rồi, xem kinh rồi ngồi thiền, ọc ra nhơi lại. Còn Phật tử bây giờ thôi đủ đầu tắt mặt tối, bây giờ thất nghiệp lại nhiều nữa, mà lại thêm một cái bệnh nặng nữa Phật tử nữa. Bệnh gì biết không? Bệnh làm biếng. Tôi thấy Phật tử làm biếng quá trời. Đổ thừa hoàn cảnh rồi bỏ xuôi theo dòng nước, không nghĩ rằng cái vô thường nó đến bất cứ lúc nào. Tôi ngồi đây tôi đang nói mà tôi chết liền bây giờ được không? Vẫn có thể xảy ra như thường. Thành ra luôn luôn mình phải đặt vấn đề sinh tử ở trên đầu mình, ăn nằm với nó, phải gối đầu giường vấn đề sinh tử. Tôi hồi xưa vậy đó, tôi luôn luôn là làm cái gì làm. Tôi nhớ mình không biết chết lúc nào nha, thì phải cố gắng à. Tôi đâu có thầy, đâu có mợ bạn gì đâu. Tới đúng giờ tôi thức à, tôi tinh tấn vậy đó. Đồng hồ reo là đúng giờ mà tôi thức trước 5-10 phút không. Luôn luôn bao giờ cũng vậy. Cái đó là do ông thí chủ tôi với là do thầy Trung, hai người mặc sát tôi tới cùng. Và mình nghĩ là mình cũng là thân nam nhi, nam nữ chi chí, mà không thua nữ nữ chi rận sao. Mình cũng phải làm.
Mình cũng phải nhức lại, thành ra mình cố gắng dùi mài sinh tử, thức khuya dậy sớm. Cái gì cho bền, Đức Phật nói các con đừng có sợ mình ngu hay khôn, giàu hay nghèo. Các con cứ gõ mãi đi, rồi cửa nó sẽ mở. Thì giờ mình gõ hoài nó mở, mình ngu thì gõ hoài thì nó trở nên khốn. Mà khôn mà gõ hoài trở nên trí tuệ. Trí tuệ là phải trăn trở ăn nằm với nó. Rồi từ đó về sau là tôi không làm gì nữa. Tôi cứ đi tu đi bác, Đức Phật thì khuyên đó, người xuất gia còn có y bác thôi. Và có pháp lý thôi, không có cái gì hết. Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con, không gì hết. Chỉ còn một cái là thuyết pháp giảng đạo cho Phật tử thôi. Phật tử đòi hỏi các sư cái gì? Pháp lý. Các sư phải dạy cho tụi con giải thoát. Tụi con sống trong lẫn quẩn luân hồi sinh tử đau khổ này. Tụi con muốn chấm dứt luân hồi sinh tử. Mà chấm dứt bằng cách nào? Do cái chỗ mà chấm dứt bằng cách nào là vĩnh viễn không chấm dứt được. Không có cách thức để mà chấm dứt luân hồi sinh tử. Cái đó là cái đau đớn nhất cho tôi và cho người xưa. Và chắc mãi mãi về sau này. Rồi cuối cùng tôi tìm được thì tôi thấy cũng như Thái tử Sĩ Đạt Đà. Nếu mà con không tìm được trẻ mãi không già, sống mãi không chết, khỏe mãi không đau, thì con không về đây để gặp lại cha. Thế mà ngài trở về, ngài đổ cha, đổ thần dân, thì ngài mới tìm được cái bất tử. Bất tử ở đâu? Tại sao ngài cũng bệnh? Ngài cũng chết như hai cây xa lá sống thọ. Vì cái bất tử nó ở đâu? Thì nó ở ngay trong cái thác thân già bệnh chết này. Thành ra có đó đâu có pháp môn. Phải làm sao mà thấy rõ nó? Thấy rõ là gì? Phải đi cái chi tiết của cái chu kỳ, của cái quế độ, của cái thân, cảm giác, tư tưởng, ý chí và kinh nghiệm kiến thức. Thì chính là kinh nghiệm kiến thức là cái độc đáo nhất. Mà trong kinh kêu là sở chi chướng. Còn cái mạt na thì là cái vọng tưởng ưu uẩn. Chính mạt na tạo ra tam giới. Dục giới, sắc giới, vô sắc. Chính a la gia tạo ra pháp giới. Pháp giới là thế giới của sắc na. Còn mạt na là thế giới của chu kỳ. Thì quý vị phải coi chừng. Cái sát na khi nó sao động thì nó thành ra mạt na chu kỳ, thành ra cõi quế độ. Khi quế độ dừng lại thì nó thành ra sát na. Đó là thế giới của giải thoát. Nhưng mà sát na không phải là giải thoát, mà nó là chân vọng hòa hợp. Sát na mà chuyển biến nhanh cho tới thần tốc thì đó là giải thoát. Thì theo bên tiểu thừa thì thần tốc là hết rồi, kêu là niết bàn tịch tỉnh. Còn đại thừa không chịu. Nếu chuyển biến thần tốc không có nghĩa là đứng lặng bất biến, mà là chuyển biến quá nhanh, chuyển biến một cách thần tốc. Mà thần tốc thì phải ứng hiện vô lượng vô biên chúng sanh, vô biện vô biên pháp giới, thì bắt đầu mới có đại thừa. Đại thừa với tiểu thừa khác nhau ở chỗ đó, con chút đó thôi. Nghĩa là phải tùy thuận, phải phát bồ đề tâm giáo hóa chúng sanh. Nước mà đứng lặng bất biến đó là nước chết. Đứng lặng bất biến có nghĩa là bao trùm hết tất cả đứng lặng chuyển biến và sao động chuyển biến, mà luôn luôn nó vẫn là đứng lặng bất biến, thì đó mới thật sự là đứng lặng bất biến. Nghĩa là phải trì thuận, mà tôi thường dùng cái danh từ là làm bộ. Một bậc Bồ Tát mà sau khi đã thành thầy giáo rồi thì phải xuống lớp 1, lớp 2, lớp mẫu giáo dạy hết. Mà xuống mẫu giáo thì làm bộ đánh vần. Chứ một thời thầy giáo đại tài mà làm cái gì đánh vần mới đọc chữ được. Nhưng mà các ngài làm bộ đánh vần. Thì trong đại thừa thường kêu danh từ rất nhiều: trì thuận, nhậm vận, tự tại, nhiều danh tự, thì mới là đứng lặng bất biến mà vẫn sao động dài dài, mà lúc nào cũng vẫn đứng lặng bất biến. Thì có người không chịu, nói tôi chơi chữ, thì thôi tôi nói tôi vẫn nói thôi,
vì tôi chưa đắc quả, thì tôi nói chơi chữ là phải, nghe không? Chơi chữ đôi Phật tử nó mê, thì tôi thấy là không có cách nào giảng khác được, thì tôi phải giảng. Nhưng mà thật sự tôi xin thưa là tôi chưa đắc quả, nhưng mà tôi có cái bánh vẽ, thì nếu tôi đi cái đó đúng thì tôi thành Phật, mà trật thì tôi thành ma. Tôi phải đánh cái ván cờ cuối cùng của cuộc đời tôi, chứ không thể mà lôi thôi nữa được. Thì tôi cũng xin Phật tử và chúng ta bắt đầu đi vào lúc mẫu giáo, thấy không? Thì quý vị phải trả cho tôi 4 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, tức là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Thì 6 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thiệt, thân thức, đó là ngạ quỷ. Thì quý vị biết rồi là có một cái biết dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có, lờ mờ, tức là chưa có tư tưởng cải sửa. Nói cho nó rành rành như vậy. Rồi tới ý căn tiếp xúc với pháp trần, phát hiện ra ý thức, là bắt đầu có cái óc, nhưng mà chưa có dây thần kinh óc. Thì cái này kêu là súc sanh, có tư tưởng mà chưa có ý chí, hay nói theo Phật giáo là chưa có nghiệp. Rồi qua tới ý xúc, thì bắt đầu nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ thức, thiệt thức. Thì đây là cõi người, bắt đầu có nghiệp, tức là có sự cải sửa, nhưng chưa có kinh nghiệm,